thì tôi sẽ đưa bạn đi đến nơi, không cần phải lo lắng, không buồn đau ưu tư suốt đời. Vì là cuộc sống quá bộn bề và lo toan, không nên cân đo đong đếm để lòng mình nhiều hoang mang. Đông gió và nắng hôn rồi ta không vì ta thì ai vì ta, hoa vẫn nở khi mà đau lụi tan vì ta buồn ha. Dừng lại để thấy bóng nụ cười ở đâu đây, để từ mùa lấy khoác vào đời này cay cay. Thế giới vẫn tan muôn màu, thế nên là ta sống sao cho yêu đời ngày mai tốt hơn, và bóng tối thoáng qua chỉ làm đời thêm thắm tươi. Nhiều điều hạnh phúc may mắn đang chờ ta, thế giới quanh ta muôn màu. Thấy chưa nè, tôi nghĩ lo toan gì nào, cùng nhau cố lên và nắm lấy bao nhiêu cơ hội vượt qua bão giông. Dù là nhiều sóng gió, ngày gió mưa đang chờ. Vào trong quán gọi ly cà phê rồi ta nhìn đời bằng đôi mắt buồn ghê. Quá nhiều sự đời mệt mỏi để mình suy ngẫm đến thấy mà ghê. Cuộc sống này là không cho phép cái ác quanh hành đi khắp mọi nơi. Vì báo ứng thường hay đến muộn nên ngươi tưởng không bao giờ tới. Có quá nhiều điều kỳ bí nếu không xử lý một thứ sẽ vô vị. Đưa đôi tay ta giữ lấy nụ cười, đừng để đau buồn làm ta lại tràn mi. Vì buồn thì ta cũng phải sống và vui thì ta cũng phải sống. Vậy tại sao không để mình an yên giữa bao cay đắng làm ta phải ướt mi? Chị Di ơi! Chị Di ơi! Chị Di! Chết rồi chị ơi! Chết rồi! Chết nữa rồi! Chuyện gì mà anh hốt hoảng như vậy? Nó mà lên tiếng á thì chắc cũng không có gì hay ho đâu. Chị biết tin gì chưa? Sáng nay báo vừa đưa tin lại xảy ra nhiều cái chết bí ẩn. Chị thấy ghê chưa? Thời buổi 4.0 rồi, mạng đăng đầy tin tức. Trời, anh đọc xong cái này em với chị Di biết trước rồi. Mà chị có thấy lạ không? Xảy ra nhiều cái chết bí ẩn như vậy, tại sao không có oan hồn nào xuất hiện hết ta? Chuyện này chị Di đã điều tra rồi. Hiện tại đang có một thế lực đang bắt giữ các hồn phách của các vong hồn chết oan. Không biết bọn chúng đang có ý định gì. Mà sao chuyện gì hai người cũng biết hết vậy? Chứ suốt ngày đi ngoài đường tào lao nha em, thì lấy gì mà biết hả? Em không có đi chơi nha. Em ra ngoài để điều tra xem kẻ nào to gan dám làm chuyện này thôi. Vậy cho hỏi anh Hồ Quang Thành đây có điều tra được gì không? Có chứ sao không. Mà bị hai người biết hết rồi đó. Thời gian này á em ở nhà, đừng có gây thêm chuyện cho chị là đang giúp chị đó Thành. Bây giờ chị có việc phải đi ra ngoài, hai đứa ở nhà trong vườn quán nghe chưa? Mà nhớ là dù cho xảy ra bất cứ chuyện gì cũng phải đợi chị về giải quyết. Và đặc biệt là những chuyện không liên quan đến mình thì đừng có can thiệp hay tự ý quyết định, nhớ chưa? Câu này quen quen. Chị nói rồi đó, làm không được thì đừng có trách. Hình như ánh mắt ấy đang ám chỉ anh thì phải. Chứ không lẽ em. Nhưng mà lần này anh thấy chị Di có vẻ nghiêm túc. Không lẽ chị nói thiệt? Mà trước giờ chị cũng đâu có nói đùa. Còn anh cũng có gây ra chuyện gì nghiêm trọng đâu. Ủa? Đâu rồi? Em! Lần nào nói chuyện cũng toàn bảo mình đi trước. Bộ còn thiếu nhiều vậy sao? Mình phải tìm thêm thật nhiều oan hồn để làm vật dẫn để hồi sinh ác tử linh, hay là bắt Di Di để làm vật hiến tế. Không được, cô ta không dễ đối phó. Tìm cách để ngọc cội trước đã, rồi tính sổ cô ta xong. Anh Thành, anh Thành. Dạ. Làm hết hồn. Anh đang ngủ mà. Ăn rồi suốt ngày ngủ. Ăn với ngủ mà có mập nổi đâu. Ở trong nhà cả ngày, không ăn ngủ thì biết làm gì bây giờ. Ủa mà gọi anh vậy có chuyện gì vậy? Anh có nghe thấy tiếng khóc không? Tiếng khóc? Không. Tập trung xíu đi. Không có gì hết. Trời ơi. Được rồi, để anh thử lại lần cuối. Làm gì lâu vậy? Nghe rồi, là tiếng khóc của một đứa trẻ mà hình như không phải người. Ừ, tiếng khóc người đã đáng thương. Đi. Đi đâu? Thì đi ra đó xem sao. Anh không nhớ chị dạy dặn gì hả? Mà nếu có ông Hùng cần sự giúp đỡ mà mình không giúp thì có vô tâm quá không? Nhưng mà... Thôi được rồi, em không đi, anh đi một mình. Thôi, để em đi theo anh, lỡ có chuyện gì em sẽ là người thay chị Di cứu anh. Mà có bị la thì hai đứa bị la chung á. Con bé này cũng có lúc dễ thương ghê ha. Đi thôi. Sao ngồi đây khóc vậy? Anh chị nhìn thấy mặt em hả? Anh chị cũng không sợ em nữa hả? Em chỉ là vong hồn thôi, có gì đâu mà sợ. Mà có chuyện gì khóc vậy? Kể anh chị nghe được không? Ba mẹ em bị người ta bắt rồi. Anh chị tìm ba mẹ giúp em với. Ba mẹ em là ai? Sao bị người ta bắt? Mà em biết người bắt ba mẹ em là ai không? Thì em cũng không biết nữa. Chuyện này không phải đơn giản. Anh nghĩ cứ đưa nó về nhà trước, đợi chị Di về giải quyết thôi. Nhưng mà tuổi đem vong hồn về nhà sẽ bị chị Di la đó. Còn hơn là cứ để nó vất vả vất vưởng ngoài này. Thôi vậy cũng được, chờ chị Di về mình sẽ tính sau. Di Di, con tìm ta à? Sư phụ. Sư phụ, tại sao dạo này năng lực của con lại càng ngày càng yếu vậy? Chẳng phải nó chỉ bị phong ấn vào lúc 6 giờ chiều thôi sao? Năng lực của con ngày càng yếu đi là do hiện tượng nhật thực sắp xuất hiện. Âm khí càng lớn, sức mạnh của con ngày càng yếu. Hiện tượng này rất hiếm khi xảy ra. Vì thế cho nên ta mới không nói cho con biết. Nhưng mà dạo gần đây có rất nhiều quan hồn bị bắt. Sư phụ có biết là ai làm không? Ta biết chứ. Đó là do chúng hồi sinh ác tử linh, sau đó dùng di tâm quyền thuật để khống chế nhằm mưu đồ thống trị quyền cung. Tại sao chuyện lớn như vậy mà sư phụ không nói cho con biết? Con cũng hiểu được quy tắc của người học quyền thực rồi mà. Thử thách này con phải tự mình vượt qua. Con tự mình biết sao? Nhưng mà sư phụ, Nhỏ này có chứ anh. Ai nhỏ quá, nhỏ quá. Chỗ quá à, mỏi quá. Anh Thành, giờ này mà anh còn giỡn được nữa hả? Sao không nghĩ cách giúp em đi? À, không giận nữa nha. Chết rồi mà còn nghịch ngợm quá à. Em thông minh như vậy còn chưa nghĩ ra cách thì làm sao anh biết được? Hay là mình đem giấu nó đi? Giấu ở đâu bây giờ? Anh thấy chỗ này là an toàn nhất rồi. Vậy có chỗ nào mà chị Di không để tâm tới không ta? Hay là mình nhốt nó vào phòng cầu đi, đợi khi nào chị Di không để ý thì mình thả nó ra. Được đó. Xong rồi mình cứ kêu nó giả khóc, lợi dụng cơ hội đó kêu chị Di ra tay. Vậy là đẹp cả đời đường. Đúng. Nhưng vấn đề là em có biết thu hồn phách vào ngọc cầu không? Thôi được rồi, để anh. Chui vào đây đi. Em không vào đây, em sợ lắm. Anh khùng hả? Phong hồn sao có thể vào đó được? Vậy em thử đi. Cái này toàn chị Di làm không mà, em đâu có biết làm đâu. Giờ phải làm sao ta? Có phải ba mẹ em ở trong đó không anh? Thả ba mẹ em ra đi. Ba mẹ em làm sao ở trong này được? Thả ba mẹ em ra. 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 Anh đã nói là không có rồi, đừng có đi theo anh nữa. Chị cân dặn mấy đứa thế nào? Lời chị nói mấy đứa nghe không lọt tai đúng không? Tụi em cũng chỉ muốn giúp người thôi mà. Giúp người? Thứ mà hai đứa đang giúp không phải là người. Vong hồn có thể trở thành oán hồn nếu như bị nhiễm oán khí. Tự ý lấy ngọc cầu của chị, tự ý dẫn vong hồn về nhà. Mấy đứa coi lời của chị không ra gì đúng không? Chẳng phải lúc đầu chị muốn tụi em học hồn thuật để giúp người hay sao? Đã sai rồi còn cãi hả? Nhưng mà lần này em không sai, người sai là chị mà. Không muốn nhìn thấy mặt của hai đứa nữa. Chị Di, chị có nên suy nghĩ lại không? Dù gì tụi em cũng đã theo chị lâu như vậy. Với lại tụi em cũng chưa gây ra chuyện mà. Đợi mấy đứa gây ra chuyện thì hậu quả này ai gánh hả? Đủ lông đủ cánh rồi. Bây giờ lời chị nói không bỏ vô tai được. Đi đi. Từ nay về sau chị và hai đứa không còn liên quan với nhau nữa. thì tôi sẽ đưa bạn đi đến nơi, không cần phải lo lắng, không buồn đau ưu tư suốt đời. Vì là cuộc sống quá bộn bề và lo toan, không nên cân đo đong đếm để lòng mình nhiều hoang mang. Đông gió và nắng lên rồi ta không vì ta thì ai vì ta, hoa vẫn nở khi mà đau lụa tan vì ta buồn ha. Dừng lại để thấy bóng nụ cười ở đâu đây, để từ mùa lấy khoác vào đời này cay cay. Khiến sống